Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 6 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh đang suy yếu dần. Miền Bắc phổ biến trời nhiều mây và có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Đến tới chiều trời chuyển nắng, thời tiết ấm áp hơn. Sau đó, đến đêm nay, không khí lạnh sẽ được bổ sung yếu xuống khiến cho Bắc Bộ chuyển mưa rải rác. Trời rất dễ đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực ở vùng núi ở mức từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh vùng Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Sang đến ngày mai, trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ sẽ cao từ 25 đến 29 độ. Dự báo đối với khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, trong những ngày tới thì thời tiết chuyển biến có phần tích cực hơn, nắng sẽ diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ một ngày. Mưa vừa rải rác sẽ gia tăng ảnh hưởng trở lại ở khu vực này từ sau ngày 13 tháng 4 trở đi. Do chịu ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao nên từ nay đến ngày mai ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa tiếp tục có xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to, gió vẫn có mưa và mây nhiều. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Còn khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 26 đến 30 độ. Lưu xuống phía Nam, Tây Nguyên cũng chịu tác động của nhiễu động của đới gió mùa đông bắc hoạt động với cường độ mạnh nên ở các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk trong ngày hôm nay cũng như ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to. Với khu vực Nam Bộ lại chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên cũng có mưa vài nơi, có nơi mưa to và dông mạnh vào chiều và tối. Nền nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ với mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Dự báo từ ngày 7 tháng 4 trở đi thì mưa giảm ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đồng thời nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng mạnh lên mức từ 1 đến 3 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông, có gió đông bắc cấp 6. Ngoài ra, hiện nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã hình thành vùng áp thấp. Qua quan sát trên mô hình dự báo xa, trong những ngày cuối tuần này, vùng áp thấp trên có khả năng đều cùng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền Philippines, sau đó tiến sát vào Biển Đông nước ta. Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là dự báo xa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm về cơn bão này các bản tin sắp tới. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi